Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Lê cô là shop the beta bak the baki bakaran hai sắc the mera tak the mera tak the hai ye amaran vo agaman ya ho brahman parikrama hazar hai char hai kya chand uske paas jo misal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se na va. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn các khúc mới trên TikTok, đó chính là các khúc em đã có người mới của Top Tiên nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ đặt lên tay như thế này là nhịp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Sau đó mình sẽ đặt tay qua 3, 4, 5, 6, cuộn tay 7, 8 và đưa lên trước. 1, bỏ 2, 3, 4 là vuốt lên và hấp tay 5, 6, đẩy tay qua 7, 8. Rồi hai tay mình sẽ ấp ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8 và 1. Ok, do vũ đạo rất là nhiều cho nên là Bin sẽ chia làm hai phần nha. Rồi Bin sẽ đếm lại một lần nữa ở phần 1. 2, đi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuộn 7, 8, đưa 1, bỏ 2, 3, 4, hất 5, hất 6, 7, 8, chấp 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, and 8, and 1. Ok, sau khi xong phần ngực xong mình sẽ đặt tay qua 2 và 3, kéo 4, kéo 5, đưa hai tay lên trước, 6, 7 và mình sẽ đặt tay lên. Tay lên, hai tay chéo và tay ra, hai tay mở. Lại nha. 1, 2, em 3, em 4. Sau đó chúng ta sẽ lắc hông. 5, 6, 7, 8. Và sau đó mình sẽ đặt tay 1 và 2. Đưa tay 3 và 4. 5 và 6. Phần tay của mình sẽ cuộn cổ tay lên như thế này. 3 và 4. 5 và 6. Đẩy tay lên. 1, 2, bung 3. 4 và lặp lại động tác. 5, 6, mở 7, 8, vuốt 1, 2. Rồi sau đó mình sẽ mở hông qua 1, 2, hất 3, hất 4. Phần còn lại mình sẽ feel. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. Chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc Em đã có người mới trên TikTok rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video dạy nhảy mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.